Nhạc cụ Trần Liêm xin kính chào tất cả mọi người. Bên mình tiếp tục về cây đàn Yamaha BRA2000. Cây này màu bạc đã được sơn chữ A2000 và bo đã được nâng cấp từ cây S710 lên nha mọi người. Đàn rất là đẹp nha, không một vết trầy xước luôn nha mọi người, không một vết rạn nứt. Rồi mình sẽ mở cho mọi người nghe những điệu cây A2000 mà lên nâng cấp lên thì âm thanh nó rất là hay, và style Summer nó cũng rất là ok luôn nha mọi người. Sẽ test những cái tiếng cho mọi người nghe thử nha. Rất là nhiều ứng á mọi người. Guitar giọng cổ mọi người, 6 4 lắm nè. Sáu tiếng sáu rất là thiệt nha. Saxophone. Âm thanh rất là hay. Rồi cây này á, mình nói ra giá sẽ mọi người rất là bất ngờ. Bình thường mọi người mua một cây Yamaha BRX710 chưa nâng cấp Summer thì giá mà nó đẹp như vậy á, là đã là 8 triệu rồi đó mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người được nâng cấp lên bo chủ, nâng cấp lên bo A2000 thì thêm 1,5 triệu nữa. Nếu 710 bình thường của mọi người nâng cấp lên là sẽ với giá là đã 9,5 triệu rồi. Sơn thêm cái chữ A2000 thêm 500k nữa là 10 triệu. Nhưng ngày hôm nay Trần Liêm bán cho mọi người chỉ với giá 9 triệu thôi. 9 triệu thôi mọi người sở hữu được một cái cây đàn Yamaha BRA2000. Phím trắng tinh, nút nhấn rất là ok. Và bảo hành cho mọi người 2 tháng tặng đầy đủ chân, bao da, USB, bao đổi trả trong vòng 10 ngày đầu tiên nếu có lỗi. Đó mọi người, chính sách rất là tốt nha mọi người. Và chỉ một cây duy nhất bên mình đại hạ giá cho mọi người chỉ với 9 triệu thôi. Những nơi khác bán 9,5 triệu hoặc thậm chí là 10 triệu luôn, nhưng mà tại Trần Liêm chỉ có giá 9 triệu. Mình lựa những cây đàn nâng cấp là những cây đàn bo chủ nó còn zin, mình mới lấy cái bo đó mình nâng cấp lên thay servo. Và cái dòng đàn là dòng đàn series Y dài, rất là hay và rất là đặc biệt luôn. Dòng đàn lo ấm chắc ra Y ra vàng, âm thanh rất là bass, rất là dữ. Cộng thêm một cái bộ dữ liệu ở Trần Liêm thì rất là nhiều người, rất là nhiều anh chị em đã từng theo dõi cái clip so sánh giữa cây S710 và cây A2000 của mình, và anh chị em đã đặt mua rất nhiều USB chứa dữ liệu dòng đó. Nếu mọi người nằm trong số đó thì hãy nhấc máy gọi cho Trần Liêm để sở hữu được một cái USB 3.0 trị giá 300.000 đồng, ship code tận nhà cho mọi người luôn nha. Mua cây A2000 này vẫn được tặng đầy đủ dữ liệu và tặng thêm cho mọi người cái USB trị giá 300.000, một cái bao da và một cái chân đàn, đầy đủ phụ kiện mọi người chỉ về làm show thôi và không tốn bất kỳ chi phí nào khác. Ngoài ra thì nếu mà mọi người mua đàn bên mình sẽ được mua giá ưu đãi là dây âm thanh nè, mua bộ bàn phím với giá kỳ ưu đãi giảm 50% cho mọi người luôn. Đó là chính sách hỗ trợ tốt nhất mà Trần Liêm dành cho khách hàng của mình nha. Rồi mọi người có nhu cầu mua cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại bên dưới ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.